ok, giả lập phù hô. Ai à, khoan, phù hô này xịn, phù hô này xây cầu anh em nhé, nhưng không phải là cầu tiêu. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Pop Bro, và chào cả chị em luôn, Poly Bridge 3. Đây rồi. À, có vẻ là có có nhiều bàn phết này. Đây này, các bạn của ông chú cũng gây gớm với nhà. Thôi anh em mình chơi từng cái bột nhá. Hôm nay quay trở lại và chúng ta sẽ chơi cái bàn đầu tiên. À, đây là bàn hướng dẫn à. Không thèm xem hướng dẫn. Tôi là ai mà tôi lại phải xem hướng dẫn? Thánh xây cầu mà lại còn phải xem hướng dẫn. Nào. Lâu không chơi rồi quên nhiều phết đấy. Ui giời, thế thôi đúng không? Thế thôi chứ gì. Xong rồi cho lên đây đúng không? Nào. Tôi nói thật với các bạn nhé, đây đã là, tôi không biết là lần thứ bao nhiêu tôi chơi game xây cầu nữa, nhưng mà trong các cái lần trước tôi chơi anh em thấy đấy, tôi đã xây rất nhiều những cái cây cầu khủng khiếp, thậm chí có cả cầu rồng nghìn tuổi. Đừng có nhờn. Đây là mấy cái cây cầu này đối với tôi ấy, nó chỉ là mũi thôi. Nào. Đây đây đây, thằng nó sẽ đi qua đúng không? Nó sẽ đi qua. Rồi. Easy. Tôi sẽ sửa cho cái cây cầu này nhá. Chúng ta sẽ sử dụng cái số tiền ít nhất để tạo được ra cây cầu tốt nhất. Này. Các bạn thấy chưa? Số tiền là có giảm đúng không? Nào, để tôi xem là cây cầu này có chịu được nhiệt không nhá. Ôi giời, vẫn ngon lắm. Rồi, tôi lại sửa nó còn thấp hơn cơ. Đấy, vẫn được à? Để xem là có vào top thế giới không nhá. Mình đang là top 38% mà. Top thấp hơn nữa. À đây rồi, tôi tìm ra rồi. Vừa nãy tôi cứ tìm mãi làm thế nào để anh em mình chuyển ra cái màu xanh này, để xem được là cái nơi nào cái lực của nó đang yếu. Nếu tất cả nó màu xanh như thế này là đang ngon. Những chỗ nào mà có màu hơi vàng và đỏ thì là không ngon anh em nhá. Kinh nghiệm của tôi đấy. Để xem cái cầu này là có chịu được nhiệt không nhá. Wow. Bắt đầu tôi thấy nó yếu đấy. Rồi. Chẳng nhẽ một cái. Ui rồi ôi. Cày thế nhỉ. Một cái xe máy thôi mà cũng không chịu được nhiệt nữa. À đúng rồi. Tôi vẫn có thể hạ bên này xuống được mà. Ừ, ha, thông minh ha. Tại sao tôi lại phải tốn nhiều tiền cho cái bên kia làm gì đây? Bên cầu này rất là ngắn nên là tôi sẽ để cho cái cầu này nó phèn nhất có thể. Đấy. Và sau đó thì anh em mình bây giờ nâng ngay lên. Đấy, để tăng cái độ chịu lực lên. Hợp lý của nó luôn. Cầu này chịu được, đấy. Cầu này chắc chắn chịu được. Rồi, để xem là bây giờ anh em mình top bao nhiêu nhá. Vừa nãy là tôi là top 38%, tôi nghĩ là ui, top 26% mà. Rồi. Tôi xóa hết đi. Ok nhá. Tôi sẽ vòng nó xuống như thế này, được chưa? Rồi sau đấy tôi sẽ ốp tất cả đường vào. Rồi. Tiếp theo anh em mình lại chơi cái trò như vậy. Rồi. Đấy. Thì cái cầu của chúng ta sẽ trông như, cái cầu của chúng ta sẽ trông nó kiểu như này. Các bạn thấy chưa? Đó, được chưa? Đó. Nó không cần cái gì để đỡ cả. Tại vì tôi tin là cái này nó đủ độ vững rồi. Mày lừa bố mày. Tớ. Không có gì khó cả anh em ạ. Thấp hẳn như này thì sao? À được rồi. Cày chưa? Này. Thấp như thế này nhá thì cái cầu nó chịu được. Nhưng mà cái xe này nó yếu quá, không lên được. Cáu thế nhờ. Được, quả được, quả được. Lên được. Lên đi. Độ động cơ vào. Độ xe đi. Đùa. Quả này mà gặp mấy thanh niên Racing Boy Việt Nam mình thì có vẻ ngon không nhá. Ok, tôi đã xử lý xong cái phần cầu đầu tiên. Mặc dù tôi vẫn phải thêm một tí này vào, nhưng mà số tiền vẫn chưa quá cao. Ui dồi ôi. Không biết là cái thằng nhân vật của tôi nó phải rơi xuống cầu bao nhiêu lần thì tôi mới lập kỷ lục thế giới đây. Trời ơi. Có công bài sắt, có gầy đến kim. Ui ui, bật hoảng ạ. Hay là thêm tí vào nhỉ. Thêm tí đây, tí cho vững này. 6.000 này. Ui, chỗ này.
cáu thế nhá. Chỗ này vẫn bị dính ạ. Cày thế nhỉ. Muốn lập kỷ lục thế giới không đơn giản tí nào. Thế xe yếu vãi lít ra. Ok được rồi. Để xem rồi này được top bao nhiêu đây. Top 14% rồi. Ghê vậy. Rồi, ok, đây rồi. Cay một cái là đến cái đoạn này thì nó lại không lên được anh em ạ. Đấy. Rất mượt nhưng mà cũng khó đấy. Thôi các em chuyển sang bàn sau nhá. Lên được top mười mấy là cũng VIP rồi. Nào để xem địa hình bàn này nào. Cũng ghê gớm đấy nhỉ. Đi qua một dòng sông khá to. Thế ở đây là có cái gì đây? Một con cừu đang lái cái xe gôn. Với những cái bàn như thế này thì tôi nói thật, qua được hay không là chắc chắn là qua được. Nhưng mà qua ấy, nó phải qua, nó phải VIP cơ nhá. Đấy. Anh em mình lại chơi chiến thuật là kỷ lục thế giới. Không, tôi bây giờ đã chơi là phải chơi kỷ lục thế giới thì tôi mới chơi. Không thôi. Ôi dồi ôi, tớ hoang toang luôn à. Khó đấy nhá. Nào anh em mình bắt đầu chơi cái trò chắc vá nhá. Khó đấy nhá. Nào, đầu tiên là phải qua được cái bàn này đã. Thế nên là chúng ta sẽ lắp những cái này vào. À đây, chơi cái này đi, lắp này cho nó nhanh. Từ đây. Từ đây qua đây. Qua được. Qua đẹp luôn. Qua được. Đúng rồi. Tôi ghét một cái là cái trò này mấy cái con xe nó yếu cực kỳ luôn ấy. Qua thì dễ. Ui, top 17% mà. Rồi, 6.000 mấy rồi. Rồi, ok. Xem top bao nhiêu nào. Tôi thích. Ui. Top 3% luôn. Wow. Top 3% thế giới. Top 3% thế giới nhá, không phải đùa. Đẳng cấp thế nhờ. Wow. Top 3% luôn ạ, à. Bố đời luôn. Ăn bớt thêm một tí vật liệu công trình nữa. Ui, không được khó. Chê, ăn bớt lại hơi nhiều vật liệu quá. Ôi, vẫn qua được. Ui, vẫn top 3% ạ. Mặc dù là mình có giảm tiền đấy, mình có giảm tiền rồi nhưng mà kiểu cái số tiền nó không đáng kể lắm. Ui, vẫn qua được. Trời ơi, không tin được là quả đấy qua được. Top 2%. Mồi ôi, bố đời rồi. Các bạn thấy tôi bố đời chưa? Top 2% nhá. Cái thế nhà bây giờ chả còn cái gì để cho nó thấp xuống nữa cả anh em ạ. Cái câu này phải gọi nó là khá là tuyệt đối rồi đấy. Top 2% rồi. Thôi, hài lòng nhá. Hài lòng về những gì mình có thôi. Được chưa ạ? Ok. Top 2%, trời ơi. Ủa, cái này vẫn là top 10% chứ không sao. Anh em đã vào được top 2% cực kỳ ít rồi. Cực kỳ ít rồi. Đây là đứng thứ hạng trên thế giới là tôi là 753. Đấy, thôi, VIP rồi. Anh em sang bàn tiếp theo. Vào top 2% nhá. Sợ cái gớm của nó luôn, còn gì nữa. À, quả cầu này nhìn cái là tôi biết anh em mình phải xây nhà ngay. Đầu tiên là anh em mình chơi một bàn thẳng. À, tôi thích nghe cái tiếng đấy. Bạc 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 bạc. Ok chưa? Thế bây giờ là đã có cái này rồi. Thế thì cái đoạn giữa này thực tế chống một cái này thôi. Chấm một cái này thì chắc chắn là nó chưa đủ vững. Là chắc chắn. Thế nên là cái đoạn này tôi đang nghĩ là anh em mình sẽ làm thế nào để cho nó chống ở đây được. Từ từ. Đây, những cái chỗ như này là tôi hay chơi cái trò chống như này. Cho nó, đây, để cho nó chống vào vách đá ấy anh em.
Bạn nào mà xem tôi chơi xây cầu nhiều rồi thì các bạn sẽ biết đây là cái chiến thuật tôi rất hay sử dụng. Đây, cho nó chống vào vách đá. Ui, vừa mở ra cái toang luôn. Đấy, nó chỉ đơn giản là như thế này thôi là xong. Là anh em mình mất người rồi, để tôi xem là cái này thì mất bao nhiêu nhá. Mất bao nhiêu đây? Top 30%. Cường thế nhỉ? Top thế này thì tôi không thèm nhận. À, bắt đầu đến cái giai đoạn anh em mình lại ăn bớt phần tiệm công trình. Tất nhiên đây là trong game, thế nên là cái mục tiêu của tôi là làm sao anh em mình dùng cái số tiền ít nhất mà xây được ra cây cầu. Úi dồi ôi, xây ra cái cây cầu nó vững chắc nhất thôi, chứ không phải là tôi cố tình ăn bớt vật liệu. Nào, cái đoạn đầu này là cái đoạn khá là quan trọng, thế là tôi sẽ làm được một tí. Yếu ở đâu? Yếu ở đâu anh nâng rồi đấy? Yếu ở đâu anh nâng rồi đấy? Bên này yếu. Rồi, từ từ. Bên này yếu. Bên này là anh em mình cần phải quan tâm nó một tí. Yếu ở đoạn này, có nên chống ở đây không? Gần qua được rồi, cái đoạn này bị cá đuối à? Không được à? Ôi dồi ôi. Chắc là vẫn top 30%. Vẫn top 30%. Cày thế nhở? Nào để tôi xem mấy cái thằng top 1, top 2 thì nó xây cầu cái kiểu gì. À, nó chơi cái trò lao xuống dưới. À, được thế nhỉ? Bọn này xây cầu ảo le thật. Được, tôi sẽ thử áp dụng chiến thuật của chúng nó xem nào. 2000 years later. Đây rồi, anh em mình bây giờ thử test cái đợt tôi vừa mới xây xong. Đấy. Thế rồi, trồng cây chuối rồi. Vậy làm như thế nào để cho cái xe của tôi khi mà nó lao xuống nó không bị trồng cây chuối như vậy? Đây, nó lao xuống như này. Nó vẫn bị san tô, thì chứng tỏ là cái phần tiếp đất này là chưa ổn. Nào, để xem là với cái công thức cầu này của tôi thì sao. Cái cầu kia là bó tay rồi nhá. Vượt ngoài khả năng của tôi. Nên tôi đang nghĩ ra loại cầu mới này, rẻ hơn được kha khá luôn. Tớ, hiệu chỉnh tí. Lại, anh em lại tiến hành ăn bớt tí. Rồi. Quả được top 16%. Ok, tôi lại vừa làm ra được một quả cầu mới. Đây, nó được thiết kế như thế này anh em nhé. Ngon. Top 12%. Để xem là những cái top thấp hơn này, muốn vào được cái top thấp thấp này anh em mình khoảng 8.000 thôi. 8.000. How to để bớt đi và để dùng được 8.000. Đây, nếu như tôi thu cái này vào thì sao? À, vẫn ngon. Nhưng mà bớt được có tí tiền thôi, nó cũng không đáng kể gì. Đấy, lên được top 11 rồi. Nào, tiếp tục. Đây, tôi lại vừa sửa lại cái cầu này một chút. Một tí không? Nó đã xuống được 9.800. 9.800 chắc là vào được top 10. Đấy, top 10. Ui, cái này top 9 này. Cái này thì top 10. Còn cái này thì top 9. Cái này là... thôi, cái này không quan trọng lắm. Rồi, anh em mình... tôi vẫn muốn là mình phải vào sâu hơn. Thôi được rồi, hài lòng với top 10%. Thôi, chắc video này tôi kết thúc ở đây đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình tôi. Nếu như thích con game này, nhớ ủng hộ tôi bằng một like và một đăng ký kênh để giúp tôi sớm đạt được 1,7 triệu người đăng ký nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình tôi. Thế còn bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.